rất quý. Nếu như bạn để ở cái góc đấy thì nó suốt đời nó là một cái khúc gỗ. Nhưng khi bắt đầu bạn có ý tưởng, bạn thổi hồn vào nó, bạn đục nó ra thành một cái tác phẩm mà có cái tính nhân văn cao, đúng không? Nó trở thành tác phẩm nghệ thuật. Còn không, nó chỉ là một khúc gỗ thôi, đút. Đều có giá trị gì nào. Quan trọng nhất là trong cái cuộc sống này, trong cái môi trường mà giữa cây, gỗ và đá, đúng không? Người ta có biết lột tả các cái vẻ đẹp mà nó đang có sẵn đấy hay không? Mình thấy một cái tác phẩm, cho nên mình rất mê đá từ ngày xưa. Anh ngày xưa chuyên làm đá. Đục đá là lặng tượng là nghề của anh. Anh xem một tác phẩm nhá, của một nghệ nhân người Nhật hay là người Trung Quốc gì đấy. Tức là cái viên đá đấy nó trở thành nổi tiếng và đấu giá rất nhiều triệu đô. Tức là ông ấy vô tình đi qua một cái nhà đấy, thích cái viên đá nó vứt ở rìa và rào á. Thế thì một người nghệ sĩ là một cái nhà điêu khắc về hình học, người ta nhìn viên đá đấy, người ta cảm nhận được rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Nếu mà là sở hữu của ông, thế thì ông ấy vào ông ấy mua. Thì cái ông chủ đấy người ta cũng bán, người ta bảo ông thích thì tôi cho ông. Người ta vứt lắp ở đây từ bao giờ ấy. Ông này sướng quá. Và viên đá đấy, người ta kể lại là cái lúc đấy lấy cái này thì nó bị tức là lúc đấy thì đặt nó, mình hiểu là đặt nó đứng như thế này thì nó không ra một cái dáng, một cái thế gì cả, và nó không lột tả cái vẻ đẹp. Thế mà về ông ấy đặt nó ở một góc, tức là 30 độ lộn ngược trở lại, và ông ấy đặt tên tác phẩm này là tác phẩm Mênh Mông. Tức là khi ông đặt ngược lại thì nó có một cái khe nhìn xuyên ra bầu trời như thế, nhìn xuyên ra biển, ông để trên một khay đá nước, ông đặt tên một tác phẩm Mênh Mông. Và tác phẩm đấy nó là hiền thôi. Chúng ta cũng vậy thôi, đến với nhau nó bằng tình cảm thì nó bền. Đấy, còn nếu đến với nhau chỉ là một cái câu chuyện qua đường hoặc thương mại thì nó chỉ dừng ở một cái giới hạn nhất định. Cây đục thế, tác phẩm của em làm ra, nếu cảm nhận được cái người nghệ nhân đến đục ra, bởi vì trở thành một nghệ nhân thì người ta phải trải qua rất nhiều năm tháng tôi luyện mới đục ra được một tác phẩm có hồn. Còn mấy ông thợ mà em thuê về, ví dụ đấy ở xưởng ấy, đục cành cũng gọi là tác phẩm đấy rẻ tiền. Tác phẩm này là của nghệ nhân A, nghệ nhân B, đấy, của nghệ nhân nào đó mà được công chúng người ta công nhận được, thì tác phẩm nó đắt lắm. Nó đắt cả một cái thời gian người ta, từ một người thợ, đi khuân gỗ, đúng không? Đi xẻ gỗ, rồi bắt bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu xương máu. Bắt đầu nó mới thổi hồn vào đấy, thì tác phẩm đấy mới có giá trị. Ngoài nó đẹp rồi, nó còn có cả cái hồn nữa. Đó, thế thì chia sẻ với thằng em như thế, cho nên là hôm nay anh Sang ấy, anh nói chuyện về gỗ cho chúng một tí. Nhưng anh ơi, nếu mà giao dịch được gỗ cái dây sợi mà chúng em đến quay mới làm chuyện đó. Không, cái anh khẳng định là sẽ mời. Đấy. Vậy anh đến, anh đến nhà. Anh ơi, anh đeo cái đấy là gỗ hay này thế mà. Vâng, ngà đấy. Cái này thì đây cũng chia sẻ đấy, không phải là anh mua. Tức là có một người em sống ở bên Lào. Và được một người con gái cũng có chức sắc ở bên đó, tức là qua công việc làm ăn ấy, thì khi mà về Việt Nam thì cái bạn đấy là bạn cái bạn gái ở bên đấy, tức là một cái người bạn thân đấy, là tặng cho cái răng voi. Cái này nó là cái răng voi chứ không phải cái ngà voi. Tức là tất nhiên là răng thì theo phân tích thì nó cũng là ngà từ trong mồm ra thôi. Tức là cái răng nó cũng sừng như này này. Thế thì về bạn ấy làm được hai cái. Hai cái vòng thì bạn quý anh là từ mạng xã hội thôi, thế là xuống tận nơi gặp anh đây và bảo tôi em quý anh, nó là cái kỷ niệm. Cái này thì chắc em Sơn có định giá được không? Vì Sơn là chuyên định giá về đàn tiết Lạng Sơn mà. Nhưng cái giá trị thì đấy, bạn có nói là em làm ra là từ cái răng chứ không phải là cái khúc ngà. Thì nó vẫn là một. Ừ, thế thì anh ấy đã bảo như thế. Tức là theo anh thì anh không hiểu về cái này. Cái ngà nó kiểu là như răng khểnh ấy, còn cái ngoài. Đúng rồi,
Để phân tích xem cái quý hơn. Anh nói